AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Viettel sẽ ra sân với bộ trang phục màu đỏ, còn trong bộ trang phục áo vàng quần đen là các cầu thủ tới từ Lào, Young Elephants. Và vào trận khá thoải mái trận đấu này, và đây là hình ra sân của các cầu thủ Viettel FC với sơ đồ là 3-4-3. Với thủ thành số 25 Quảng Thế Tài. Trên hình ảnh và lúc này đang là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Young Elephants. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu này. Tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Ở 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này thì các cầu thủ Viettel sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn ảnh của các bạn. Trong 3 cầu thủ thi đấu dứt điểm. Cú đá đầu tiên của các cầu thủ Viettel FC ở trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại cú đá của Giovane. Pha xử lý là của Sohai. Có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Như vậy là tỷ số được mở 1-0 cho các cầu thủ Young Elephants. Đội trưởng của họ, cầu thủ mang áo số 17 Buffachan đã là người mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy cú dứt điểm đầu tiên là của Lucas Da Silva. Cú đá khá khó chịu của Lucas Da Silva đã mở ra cơ hội cho đội trưởng Buffachan mở tỷ số ở trận đấu này. Bất ngờ đã xảy ra những phút đấu đầu tiên. Sau tình huống mà Thế Tài không thể bắt dính bóng thì đã quá khó cho Viettel rồi. Thêm một cơ hội dành cho các cầu thủ Viettel chăng? Giovanni. Cơ hội rất rõ ràng để bóng lên của các cầu thủ Viettel FC. Đức Hoàng Minh. Giovanni. Phớt khá hay. Rất tiếc là đường truyền lại hơi mạnh một chút so với đà di chuyển vào trong của Paulo Petro. Và trong khe mà không có tiếng còi gì vang lên. Đối bắt thủ môn rồi. Rất đáng tiếc cho Pedro Pablo. Đội hình của Young Elephants mỗi khi mất bóng đều đã lùi lại tương đối sâu. Nguyễn Đức Hoàng Minh. Rất dễ có khả năng có mưa vào buổi chiều. Khá nguy hiểm. Khi mà chúng ta đang xem lại tình huống thì đã có một cú ra chân rất nhanh của các thủ Viettel FC và lại là thủ thành Namakot. Cú đá của Giovane. Giovane. Cơ hội! Không vào. Vẫn không vào. Cơ hội cho các thủ Viettel FC. Lại là tình huống đối mặt. Dứt điểm. Vẫn không vào. Vẫn còn cơ hội. Sút tiếp. Giovane. Thì những cơ hội mà Paulo Petro có được cho tới lúc này là rõ ràng hơn rất nhiều. Đức Chiến. Rất thoáng. Trương Văn Thiết. Cơ hội đấy rồi. Vẫn không vào. Cú dứt điểm thứ 8. Phà phập đúng theo bài của các cầu thủ Viettel FC. Văn Hào. Giovane. Sút. Vẫn không vào. Sút tiếp. Một đều cho Viettel FC. Và đó là cái tên khao khát ghi bàn nhất. Đó là Paulo Petro. Ngay cả cú đá cận thành như thế này của Giovane mà Namakot vẫn có thể kịp thời cứu nguy, nhưng phản xạ ngồi dậy sau đó, thủ thành này là không đủ nhanh để có thể hứng được cú đá tiếp theo của Paulo Petro. Cú bắt vô lê rất nhanh. Rất đẹp mắt. Phút 40 hiệp 1 trận đấu giữa Viettel và Young Elephants. Lucas Da Silva khá nguy hiểm. Đại diện của V-League phải thêm một lần trả giá. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì Lucas đã có thể chạm được vào bóng. Petro! 2-1 cho Viettel, phút thứ 40. Ngay sau cơ hội bị bỏ lỡ của Young Elephants,
Pedro đã lại một lần nữa tỏa sáng. Vẫn là một cú dứt điểm rất đẹp mắt. Cao lớn như thế này. Và đây là một đường chuyền quá hay của Giovane dành cho Paulo Pedro. Pha dứt điểm cũng rất điệu nghệ. Chưa thể ghi bàn nhưng chúng ta thấy rằng trong cả hai bàn thắng của Viettel FC đều có dấu ấn của Giovane. Khi mà sự tự tin đã trở lại thì chúng ta đang được thấy thêm một đường chuyền cho Paulo Pedro của hat-trick không? Không, một đường chuyền ra rất hay, 3-1 cho Viettel FC. Bàn thắng được ghi ở phút 45. Pha phá bẫy việt vị rất hay của Paulo Pedro. Hoàn toàn là tình huống mà Paulo Pedro có thể dứt điểm để tìm kiếm một hat-trick, nhưng anh đã thể hiện tinh thần đồng đội ở tình huống này với một pha chuyền bóng dọn gỗ cho Nguyễn Đức Hoàng Minh khá hay. Rõ ràng là sau khi để nhận bàn thua đầu tiên thì hàng thủ của Young Elephants đã không còn tỉnh táo nữa. Vẫn đang là các cầu thủ Viettel. Dứt điểm. Tập trung cô dọc rất đáng tiếc. Đó là nỗ lực dứt điểm của Dương Văn Hào. Và quạt bóng bỏ lại hậu vệ. Thì vòng đấu bảng của AFC Champions League cũng như AFC Cup luôn là một thử thách rất lớn đối với nền tảng thể lực. Pedro rất dễ dàng, cú hat-trick của Pedro. Tỷ số được nâng lên 4-1 cho Viettel. Những ngoại binh của Viettel FC rời sân được rồi. Cả người chạy và dứt điểm quá hay. Và một lần nữa đội ngoại binh của Viettel FC cho chúng ta thấy sự ăn ý đến như thế nào. Với đường chuyền của Giovane vừa rồi. Một pha vòng đưa bóng xuống khá tốt, Bufanachan không vào. Tình huống chạm bóng cuối cùng là của một cầu thủ áo đỏ. Cực hay, pha chạm chủ động đưa bóng đến với vị trí của Lucas da Silva. Một thể hình tương tự như Giovane hay là Pedro thì có lẽ là đã có bàn thắng rồi. Những nhà bóng lại có thể dứt điểm dành cho Nhật Bạch Dô. 5-1 cho Viettel FC và ngôi sao của U23 Việt Nam đã có bàn thắng. Phút thứ 82. Và đúng như dự đoán của bình luận viên Lê Minh, Nhật Mạnh Dũng gần như trong trận đấu thứ hai này đã được đồng đội gần như đưa bóng đến rất nhiều để anh có thể cố gắng có được bàn thắng và thoát xuống khá hay. Và Vũ Đặt Long không thể chê vào đâu được ở một góc tương đối hẹp. Cách đấy ít phút trong một tình huống xử lý của Giovane. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.